chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thư nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714 và 7146577866. Ev Princess Cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm không chín Happy Chew Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 -7889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1800 990 8319 princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District Quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ tư của chương trình cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. À, thưa quý vị, cái tin này xảy ra ở Tampa, Florida nhưng mà một lần nữa để nhắc nhở mọi người khi mà mình lùi xe đó thì hãy cẩn thận, thật là cẩn thận. À, ngày hôm chủ nhật vừa rồi thì một người thanh niên 23 tuổi trong cái lúc mà lùi xe ra không phải là ở trong cái parking ở trong cái khu công cộng mà ở trong cái sớm nhà thôi. Thì mà anh ta lùi ra đó thì không biết như thế nào mà lúc đó có một bà giống như là bà bà ngoại hay bà nội á đang đẩy bà này 80 tuổi rồi đang đẩy một cái đứa cháu gái của mình mới 3 tuổi ở trong cái chiếc xe đẩy đang đẩy đi thì chiếc chiếc xe này nó lùi nó lùi như thế nào nó nó cán uh, và hai cái bà cháu đó nhưng mà lại rất may á hai bà cháu nằm gọn ở dưới cái lòng oh. của chiếc xe uh, khi mà người ta phát hiện ra người cái anh chàng này anh nói lại á lúc mà anh lùi đó thì anh có nghe một cái tiếng phum thì anh lại nghĩ á rằng là chắc là khi lùi anh, anh cán phải giống như cái nắp ừ. cống vậy đó cho nên nó, nó kêu như vậy nhưng mà đến khi mà anh nhận ra là hình như là anh đã cán phải một cái gì là lúc cái chiếc xe nó không nhúc nhích nữa tức là chiếc xe nó không chạy được thì anh mới dừng lại ảnh ra ảnh coi thì lúc đó mới thấy là hai bà cháu là bị nằm ở dưới cái lườn xe rồi thì người dân ở trong đó người ta đổ ra rồi gọi gọi cảnh sát tới rồi mới nhờ lấy những cái đồ để nâng cái xe lên đó để lôi hai bà cháu ra thì đứa bé đó đứa bé 3 tuổi đó, rất là may mắn cái kiểu như người Việt Nam mình nói là ông bà đổ đó, nó không sao hết nhưng mà bà cụ thì bị thương nặng tại vì bà thương nặng là bị thương nặng là chưa biết cái tình trạng như thế nào nhưng mà ít nhất là bà 80 tuổi rồi cho nên là không biết như đi rồi lùi làm sao mà có thể là đụng mạnh rồi hai bà cháu té xuống rồi cái chiếc xe nó nó lại lùi tiếp thành ra hai bà cháu té thì nó nằm gọn may là không nằm ngay bánh xe cho nên là quý vị khi mà lùi xe bây giờ mặc dù xe nào và những cái xe đời mới bây giờ nó đều có cái backup camera hết để mà nhìn nhưng mà ngộ cái nhiều người không có quen nhìn cái cái camera đó họ nói họ nhìn không có được trong khi ngọc lan mà chạy xe mà không có cái đó thì lại cảm thấy nó hơi Hiểu. hơi khó khăn rồi nhưng mà họ cứ quay nhìn nhưng mà đôi khi á, rơi vào những cái điểm mù nào đó mình không có thấy cho nên hãy thật là cẩn thận với lại nhất là những lúc mà những chiếc chiếc xe lùi á họ đang lùi thì có nhiều người lại ý y là xe nó phải né mình mình không cần phải né xe hay là mình đứng mà đứng yên luôn ở cái cái chỗ cái hướng người ta đang lùi lại Nguy hiểm lắm chứ. Như... Né qua một bếp Ngọc Lan nói là nếu mà trong xe nó có cái màn hình ừ. camera lúc mà mình lùi xe thì nó ừ. cho mình thấy đằng sau xe có cái chướng ngại vật gì hay không đó. Đó, đó. Thì có một số xe sau này đó khi mà có chướng ngại vật nó kêu lên nữa. Đó, nó kêu. Nó báo động. Thế là hai bên hông ừ. gần quá nó cũng kêu nó lên. Cũng kêu. Thì có xe đó cái chuyện mà backup camera là bây giờ xe mới nào cũng tự động là có, nhưng mà còn cái chuyện mà hai bên hông á thì hình như nó là cái option có những cái chiếc xe là mình phải uh, mua thêm, thêm. Ừ. có xe thì nó cũng có sẵn những cái xe mà xe xịn rồi thì nó có sẵn nhưng mà vẫn phải thật là cẩn thận cái chuyện mà con nít thay người lớn đi phía sau lùi xe mà gây tai nạn ngoài à, ngày hôm nay thì quý vị thấy cái hình đó chúng ta đang bỏ ở đây Đố Ngọc Lan là ai nếu mà nhìn cái hình này Ngọc Lan biết ai không? Không Justin Bieber một ca sĩ nổi tiếng không ừ. à, cũng có nhiều kỳ xì căng đan với cái anh chàng này lắm nhưng mà thôi không nói tới xì căng đan ngày hôm nay thì anh chàng này tweet ở trên cái trang Instagram của mình đó tại vì khi mà công ty H&M công ty mà may mặc đó ừ. H&M cái việc cái quán cái cái tiệm này cũng nổi tiếng lắm họ dùng hình ảnh của anh chàng này mà quảng cáo cho một số những sản phẩm của họ thì anh chàng này mới tweet ở trên cái trang Instagram của mình nói Don't buy bay không mua đừng mua đừng mua ừ. cái công ty này dặn lên nói Ủa tại sao khuôn mặt đại diện của công ty mà bây giờ công ty lấy hình để đăng lên cho một vài những cái sản phẩm quần áo gì đó mà anh chàng này tweet lên là không đừng mua ở đây tại vì anh này anh giận anh nói rằng là công ty đã dùng những hình ảnh của ảnh đó mà không được xin phép Ảnh chưa ừ. có duyệt qua đó nhưng mà theo như công ty đại diện công ty nói đó thì tất cả những cái vấn đề về uh, uh, xin phép này kia thì đã được chuẩn thuận hết từ công ty rồi và họ dùng những hình ảnh của anh này Hoàn toàn là có phép hết. Anh chàng này đó thì trước đây đã từng xuất hiện ở trong cái quảng cáo của Forever 21. Đúng là một cái nơi bán quần áo thời trang. Đó. Nhưng mà sau đó thì anh đổi qua H&M. Nhưng mà khi mà H&M chụp hình anh chàng này mặc quần áo hay là đại diện cho cái loại quần áo nào đó đó. Thì anh chàng này nói rằng là tôi chưa được xem qua những cái hình đó. Nó như thế nào? Tôi không thấy hài lòng. Đó. Cho nên khi mà anh tweet lên anh nói rằng là. Đông bài đừng mua nữa, đừng mua cái loại quần áo này đó đó này kia Công ty nó phản hồi liền Nó nói chứ làm gì có chuyện đó Chúng tôi đã có phép tắt đầy đủ hết rồi Chứ làm gì mà mà anh chưa được duyệt thì tôi không được đăng này kia rõ ràng à. anh chàng cuộc đời này sao si năng đan nhiều quá. À, thưa quý vị, cuối cùng là một tin vui vui liên quan đến cái kết quả của trận đá banh vừa rồi à, khi mà đội Argentina thắng vô địch đó, thì bây giờ bắt đầu người ta bàn đến cái tiền thưởng, à. tiền thưởng của đội này là năm nay là 42 triệu đô la, ừ. người ta nói là hơn cái lần mà năm 2018 lúc mà phát vô địch đó là 4 triệu. Lúc đó mà mình coi lại cái lịch sử của các giải thưởng đó. Mình mới thấy wow cái tiền đó nó tăng lên dễ sợ. À, năm 1982 đó thì vô địch đó Italy chỉ có 2.2 triệu thôi. Ừ. Rồi sau đó bắt đầu tăng lên là Argentina của năm 86 là 2.8 triệu. Rồi năm 90 là 3.5 triệu. À, năm 94 Brazil cũng chỉ mới được 4 triệu khi mà ừ. vô địch. Rồi kéo dài đến bắt đầu á, nó tăng vọt lên á, là năm 2002 Brazil là được 8 triệu ha. Nhưng mà 4 năm sau đó khi mà Ý vô địch đó số tiền đó nó vọt lên 20 triệu. Wow. 20 triệu rồi đến năm 2010 là đội Tây Ban Nha đó thì nó tăng lên là 30 triệu. Rồi 2014 năm mà Đức vô địch thì nó là 35 triệu. Rồi năm 2018 khi mà Pháp vô địch á thì cái số tiền này tăng lên có 3 triệu nữa thôi là 38 rồi năm nay tăng thêm 4 triệu nữa thành 42 triệu. Thì đó là một cái cái con số tiền, số tiền rất là lớn cho một cái quốc gia giống như là Argentina. Nhưng mà bây giờ người ta nói đó, hey, số tiền đó có được lãnh 42 triệu hay không? Thì nói rằng là cái trận mà trong cái quá trình mà thi đấu như thế này đó thì cái đội Argentina nó phạm lỗi nó bị thẻ vàng rất là nhiều, đúng không anh ừ. trường? Nó bị thẻ vàng nhiều lắm, phải 18 cái thẻ vàng. Đó là con số kỷ lục luôn. Cho nên á đầu tiên á là FIFA trừ ra gần hết 4 triệu cái tiền thẻ vàng. Xong rồi á cái thời gian mà người ta mới cái tiền FIFA trao cái tiền thưởng này lại cho cái đội mà Argentina đó là nó kéo dài đến người ta đoán rằng đã đến, đến đến cuối tháng 3 đầu tháng 4 thì ừ. cái số tiền đó mới đến tay của những cái đến đến Argentina đến liên đoàn bóng đá của Argentina. Xong cái số tiền đó đó bắt đầu chia nữa ừ. là họ phải đóng đóng thuế cho À, chính phủ họ phải đóng thuế cho giống như là họ phải đóng lại những cái tiền chia ra làm sao nhưng mà bây giờ có một cái vấn đề mà người ta đang điên đầu á là cái tỷ giá hối đoái của argentina tiền nó đang mất giá nhưng mà tiền mà đổi theo cái ngân hàng chính thức á bằng có gần một nửa của chợ đen thôi nhưng mà bây giờ tất cả lên tiếng hay bây giờ á đội này nó mang vinh quang về bây giờ á yêu cầu là đổi theo cái giá <laughs> tiền của của chợ đen được không nhưng mà phần nhiều á thì là bên hệ thống ngân hàng họ không chịu phải đổi theo cái giá tiền đó thì nếu mà đổi như vậy thì sau khi mà chia chắc hết người ta ước tính á mỗi cầu thủ chỉ có được hơn triệu à ừ. họ nói hơn triệu đó nó còn ít hơn cái tiền mà cái ông này Messi này đó nhận được mỗi tuần khi mà ông tham gia ở trong một cái cái đội bóng đá khác. Và thưa với quý vị, cái cúp vàng mà Messi đang cầm ở trên tay nó là được làm bằng gì? Thưa với quý vị, đó là 5 ký vàng 18 rỗng bên trong. 5 ký. 5 ký vàng 18 ừ. rỗng ở bên trong. Tại vì nếu mà làm đặc thì cái quả bóng vàng đó, cái cúp đó, nó có thể nặng tới 60 hoặc là 70 kg nếu mà làm đặc. À. Thì không thể nào người ta có thể cầm lên mà dơ lên một cách vinh quang như vậy được. Cho nên nó phải làm rỗng, nó chỉ có 5 kg thôi mà đó là vàng 18 nha. Cho nên khi mà người ta, lắm à. người ta thắng, người ta cầm, người ta dơ lên tỉnh, tỉnh bơ à, có 5 kg chứ mày. À. <laughs> Cảm ơn Nguyễn Trường đã đến với chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình sáng ngày mai. Sau kèm phía sáng sẽ là thời sự thế giới cùng với Hoàng Trọng Thụy và Thảo Yên. Chúng ta xin kính chào quý vị.